Tập 1. Sếp Đỗ, Triệu Đông Bình, anh đừng gọi linh tinh như thế. Sao lại gọi linh tinh được? Chức quyền giám đốc trong 3 tháng này của cô làm không uổng chút nào hết. Sắp nổi tiếng rồi đó. Một sự kiện lớn như này, tim cũng cho cô đến hay sao? Tôi tin mắt lắm đấy, chuyện này sao giấu tôi được? Nhưng ai hiểu được tâm tư lãnh đạo như nào? Hơn nữa hôm nay DB đâu chỉ có mình tôi đến, còn có Đổng Thanh của phòng thị trường. Nói đến phòng thị trường của DB, tôi thấy rất lạ đó. Chiếc giám đốc vẫn luôn để trống, không ai gánh được vị trí của Dương Dĩ hay sao? Con bé này sao thế? Sao còn chưa nghe điện thoại? Đâu phải anh chưa từng đến những sự kiện như này. Toàn những trai đẹp vây quanh. Cô bé này nhất thời ngẩn ngơ, không giữ được sự tỉnh táo là quá bình thường. Còn nói linh tinh nữa tôi bóp chết anh bây giờ. Tôi đang lái xe mà. Môi giới nhà đất hèn chi ngày nào cũng khuyên tôi đổi nhà, không thể chịu đổi. Tôi hiểu, thời đại hiện đại quá mà. Người thành phố bắt đầu kiểm điểm lại mối quan hệ với tự nhiên. Cho nên cái chúng ta bán không chỉ là những thực phẩm lành mạnh, mà còn là thái độ và trách nhiệm với cuộc sống. Thế nào, có khiến họ cảm động không? Lên đỉnh tuyệt đối rồi đúng không? Lên đỉnh rồi. Sắp làm cảm động cả Trung Quốc rồi đấy. Tôi thấy còn một tiếng nữa, hay là anh đi trước? Tôi phải đi tìm Lạp Lạp. Tôi nói anh nghe, không tìm cô ấy thì sẽ gặp rắc rối lớn đó. Nếu họ còn đến trước chúng ta thì sao? Thì anh giới thiệu trước giúp tôi đi. Đằng nào anh cũng quá hiểu kế hoạch này rồi. Sếp, anh định làm cho tôi cảm động đến chết hay sao? Tôi nói cho anh biết sắc, khi nào anh thật lòng yêu một cô gái thì anh mới hiểu hết được. Cô Đỗ, team vẫn chưa đến. Hay chúng ta vào diễn tập trước bài phát biểu của cô nha. Được. Sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi vào nhà vệ sinh đã. Xin lỗi nha. Sao em lại ở đây? May mà anh đã cài phần mềm định vị cho em rồi. Anh đừng định vị điện thoại của em nữa. Anh định vị cái USB cho em đi. Ở đây. Em làm gì thế? Ở đây không được đâu. Đổng Thanh, nhẹ thôi. Lạp Lạp, cô ở đây làm người mẫu xe hơi hay sao? Sao không vào trong? Tôi cũng đang định vào, ra lấy đồ cái thôi mà. Đổng Thanh à, bộ váy này của cô đẹp quá. Tất nhiên rồi, mẫu mới năm nay của Chanel đó. Cả Thượng Hải chỉ có một chiếc này thôi, bảo sao lại đẹp thế. Vậy chúng ta vào trong thôi. Được, vào thôi.
Tim à, Lạp Lạp đâu? Tôi là Dương Dĩ. Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp Lạp Lạp. Vừa nãy gặp trong hội trường, cô ấy nói có việc gấp, vô tình để qua điện thoại ở chỗ của tôi. Anh tìm cô ấy có chuyện gì hay sao? Lát nữa gặp tôi sẽ báo lại, không cần đâu. Lạp Lạp, sếp đến rồi hay sao? Sao vậy, không khỏe hả? Đâu có. Cái áo sao thế này? Vừa nãy không để ý, sượt vào chỗ ngoài cửa. Tim à, vừa đúng lúc tôi đang ở cùng với Lạp Lạp. Sao điện thoại của em lại rơi ở chỗ anh, Tim? Tim à, khi nào anh mới đến? Hôm nay anh không đến hay sao? Bảo tôi lên nhận giải thưởng. Giải thưởng quan trọng như thế, Tim lại bảo cô lên nhận. Lễ trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc của năm nay xin phép được bắt đầu. Tiếp theo xin mời giám đốc nguồn nhân lực của Trung Quốc DB, cô Lạp Lạp sẽ lên sân khấu nhận giải thưởng. Tôi nghe nói cô Lạp Lạp này còn chưa chính thức lên chức mà. Chắc là MC đọc sai tên rồi. Đầu tiên xin cảm ơn sự công nhận của DB Trung Quốc. Với vai trò là giám đốc nguồn nhân lực của DB Trung Quốc, tôi rất vui khi hôm nay được đứng ở đây. Và nhận giải thưởng này, đội ngũ chúng tôi vẫn luôn đảm đương công tác tuyến một trong lĩnh vực công ích. Hôm nay sẽ do tôi giới thiệu với mọi người. Tôi xin lỗi. Người gì thế không biết? Trần Phong, lần này về Thượng Hải thấy thế nào? Lâu lắm rồi chưa quay lại đây, tắc đường quá. Cũng không kém Bắc Kinh là mấy. Bạn mới có dịp về. Thế nào, tôi giúp anh hẹn gặp vài người nha. Tôi hẹn hết rồi, sáng ngày mai. Hẹn ai thế? Mấy hôm nữa anh sẽ biết thôi. Được. Anh có biết vừa nãy tôi đã gặp ai hay không? Thượng Hải rộng lớn như này, ai cũng có thể gặp mà. Bạn cũ của anh ở Học viện Thương mại Trung Âu, Dương Dĩ. Cô ấy rời DB rồi mà. Đúng thế, rời đi mấy tháng rồi. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại về? Tôi cũng muốn biết lắm. Chẳng phải giám đốc nguồn nhân lực của DB sắp nâng đỡ cho Lạp Lạp lên cũng đến còn gì? Lát nữa cậu đi hỏi anh ta đi. Lạp Lạp, Lạp Lạp à, sao đi vội quá vậy? Tôi phải sửa lại phương án cho nên xin phép về trước. Đừng có vội, chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà. Cô xem vị trí quyền giám đốc của DB cũng bỏ trống lâu lắm rồi. Có phải vì khi đó Dương Dĩ ra đi không vui vẻ hay không? Các anh nghe được những tin đồn gì rồi? Không phải tin đồn, anh ta vừa đi thì cả cái ngành này cũng đều xì xầm chuyện này. Tôi cũng do tò mò thôi. Cô xem anh ta đang làm rất tốt, tại sao nói đi liền đi? Anh ấy đi hoàn toàn là vì lý do cá nhân. Chỉ đơn giản thế thôi hay sao? Anh tưởng là quay phim cung đấu hay sao mà phức tạp thế? Đâu có, là thế này. Chúng ta quay lại chuyện chính nha. Chỗ tôi đang có hai người, rất phù hợp với vị trí của Dương Dĩ. Ngày mai tôi gửi lý lịch cho cô. Được, tôi cũng thích chọn người trên phương diện rộng chút. Nhưng cũng không vội, ngày mai ông chủ chúng tôi còn phải gặp một người rất quan trọng. Sếp ơi,
Sếp đi từ từ thôi, anh uống say lắm rồi đó. Tôi không có uống say. Tôi đang muốn chọc tức đám người đó. Nổi tiếng thì đã sao? Trong túi có tí tiền. Ông chủ Mai còn muốn mời cả nhân vật ở phố Wall về đây. Không phải cái đó. Sếp, anh biết họ. Cũng để biết họ là tai mắt của ông chủ Mai thì đừng nên tức mới phải chứ, đúng hay không? Tôi không có giận. Tôi giận gì chứ? Cũng chỉ là cái áo bị rách một lỗ thôi mà. Họ cho rằng tôi thất thố với bọn họ, cho rằng tôi ngông nghênh. Tôi ngông nghênh đấy thì sao nào? Ăn mặc đẹp như này, muộn thế rồi còn chưa gì. Em không sợ anh đổi ý đồ xấu hay sao? Được. Ý đồ xấu của anh bị em dọa chạy mất rồi. Có phải anh đi quán bar dưới sắt hay không? Hôm nay anh đưa em USB rồi còn gì. Giúp em một chuyện lớn. Vì chuyện đó em nên mời anh uống một ly. Cảm ơn anh mới phải chứ. Phải. Em cũng muốn mời anh một ly. Cảm ơn anh lắm chứ. Nhưng mà ai bảo anh về trước? Mãi mới có dịp được đi cùng em. Còn đi sớm về muộn. Anh cũng muốn đi cùng em, nhưng cũng tại có dịp mà. Đi cùng sắt, ngoài đi bar, chơi Xbox, rồi chơi đi xe đạp thì còn việc gì nữa. Nhưng dĩ à, em biết anh rời đi pin nên tâm trạng không tốt. Cho nên em luôn khuyên anh nghỉ ngơi nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn, không sao hết. Nhưng anh chơi đủ rồi, nghỉ đủ rồi thì anh phải phấn chấn lại chứ. Với tình hình hiện tại, em sắp lên chức giám đốc rồi. Đó là lần đầu trong lịch sử DB có giám đốc mang quốc tịch Trung Quốc. Có phải chúng ta nên lên kế hoạch cho sự nghiệp của chúng ta hay không? Ba mẹ vẫn mong chờ chúng ta kết hôn. Bộ dạng của anh như này, sao em dám nhắc đến chuyện đó với họ chứ? Em nói đúng rồi đó. Có phải bây giờ em cảm thấy anh không xứng với em hay không? Em không có ý đó. Ba mẹ chỉ mong bọn mình có điều kiện kinh tế vững vàng. Nếu vậy sẽ bớt đi những gánh nặng. Thế nào là điều kiện kinh tế vững vàng? Nói qua nói lại cũng vẫn là thu nhập, chức vụ, danh tiếng trong công ty. Em không thấy phiền hay sao? Em biết. Em biết ban đầu nếu không vì em, anh đã có thể yên tâm làm giám đốc thị trường. Anh nói thật với em đi. Anh hối hận gì để đưa ra quyết định đó, đúng hay không? Em nói với anh như vậy, xem ra quyết định khi đó của anh là sai rồi. Nên là em đi, anh ở lại mới phải. Chị Lạp Lạp, chào buổi sáng. Lạp Lạp, tôi xem hết chương trình live stream rồi. Không ngờ họ cho cô nhiều thời gian phát biểu thế. Cô rất ăn hình luôn đó. Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô đừng định tôi nữa mà.
Thế nào là định? Bộ phận nguồn nhân lực của chúng ta luôn đứng đằng sau. Lần này cô đã làm dễ dàng cho cả bộ phận chúng ta luôn đó. Trên mạng còn đăng ảnh của cô nữa đó, cô xem đi. À đúng rồi, cũng hết hạn 3 tháng làm quyền giám đốc rồi. Cũng đến lúc vào làm chính thức rồi. Chúng tôi đều rất mong chờ cô làm giám đốc nguồn nhân lực người Trung Quốc đầu tiên trong khu vực Trung Quốc luôn đó. Ảnh cũng đẹp đó, rất biết tạo dư luận cho mình. Chắc cô sắp vào showbiz rồi đấy nhỉ? Nhưng đừng tưởng chơi chữ vài câu thì sẽ được làm giám đốc thật. Là ban tổ chức nhầm lẫn thôi. Hôm qua tôi đã sửa lại rồi. Còn trên mạng, lát nữa sẽ bảo bộ phận PA sửa lại. Không có việc gì nữa, anh đi làm đi. Được. Lạp Lạp, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt đó. Cô đừng có vội sửa. Vừa hay có thể mượn cơ hội này thăm dò xem khi nào team sẽ chính thức vào làm. Tôi không cần biết các cô làm thế nào. Tóm lại bộ phận PA các cô phải sửa lại tiêu đề đó trong vòng một tiếng nữa. Giờ này nhân sự ở DB bị điều động nhiều. Tôi không muốn thấy những sai lầm như này nữa. Hiểu chứ? Cảm ơn. Mời vào. Tim à, xin hỏi giờ này anh có rảnh hay không ạ? Có, hôm qua hội doanh nghiệp đã đánh giá cô rất cao. Cảm ơn. Nhưng mà hôm qua xảy ra một vấn đề nhỏ. Họ đã viết sai chức vụ của tôi. Tôi đã sửa lại ngay trong buổi tiệc đó. Nhưng thông tin trên mạng vẫn chưa sửa lại ạ. Lát nữa tôi sẽ đến nói chuyện với phòng PA. Tôi đã dặn họ làm lại rồi. Cũng phải. Có sai sót thì nên sửa lại càng sớm càng tốt. Dù sao tôi cũng chưa vào làm chính thức. Viết như vậy là sai rồi. Thành tích làm việc của cô như nào mọi người đều nhìn thấy rõ. Tôi tin hệ thống đánh giá của DB sẽ công nhận sự cố gắng của mỗi nhân viên. Thời gian gần đây có thể nói là giai đoạn sóng gió của DB. Nhưng qua thời gian rèn luyện vừa qua, tôi nghĩ mình đã trang bị đủ khả năng tự đảm đương. Phải, chỉ trong thời gian ngắn mà những hai giám đốc ra đi. Nếu Dương Dĩ còn ở đây, thành tích của DB đã không tụt dốc không phanh. Mọi người sẽ không phải quan mang lo lắng. Vì người đã khiến Dương Dĩ ra đi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Sếp Dương, người gây ra vụ lần này là Đai Si và cả Son Thường. Họ đã từ chức và đã nhận hình phạt thích đáng. Tất nhiên, tôi cũng muốn mọi chuyện nhìn về phía trước, nên tôi quan tâm hơn đến ứng cử viên cho chức giám đốc thị trường mới này. Đã trễ 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai đến. Có cần tôi ra lễ tân xem hay không? Không sao, anh ta mới từ Bắc Kinh đến Thượng Hải hôm qua, chắc là chưa thạo đường. Nhưng đích thân anh đi phỏng vấn mà anh ta lại đến muộn. Thái độ này dù sao cũng khó chấp nhận lắm. Người Trung Quốc các cô có câu này: người làm việc lớn thường không câu nệ tiểu tiết. Tiếng Trung của anh tiến bộ rất nhanh đó. Vẫn chưa đủ. Mời vào. Thưa anh Trần đã đến rồi. Xin lỗi team, tôi đến trễ. Tắc đường quá. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Con người tôi không thích vòng vo. Đây là bản kế hoạch thị trường rất đơn giản của chúng tôi. Tôi đề nghị chúng ta hãy tiến hành những bước cơ bản. Anh Trần, tôi nghĩ cuộc phỏng vấn của chúng ta chưa đi đến bước này đâu. Lạp Lạp, không sao đâu. Tôi thấy rất hứng thú đó. Dương Dĩ cũng rảnh ghê nhỉ. Định khi nào thì tái xuất đây? Trong tay tôi đang có mấy công ty, rất hứng thú với anh đấy. Làm công tác cách mạng cả đời rồi, tôi đang muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian. Anh định không cho tôi nghỉ hay sao? Anh bình tĩnh thật đấy, tôi nói cho anh nghe. Chứ quản lý cấp cao không phải vẫy tay là đến đâu. Di chứng của khủng hoảng kinh tế để lại là quá nghiêm trọng. Không tin thì anh đi hỏi Lạp Lạp đi. Người ta sắp lên chức giám đốc nguồn nhân lực của DB rồi. Hôm qua chúng tôi còn nói chuyện về anh đấy. Vậy à, không phải tôi chưa nghĩ đến kế hoạch nghề nghiệp, nhưng nói thật, làm việc cho công ty nước ngoài bao năm, tôi thấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh nghĩ xem, thời gian anh suy nghĩ thì người ta đã ra tay trước. Anh bạn cũ của anh nhanh nhẹn hơn anh đó. Bạn cũ hả? Anh không biết hay sao, Trần Phong về Thượng Hải rồi. Các anh học cùng một chuyên ngành, chức vụ cho anh không cần, nhưng mà người ta lại muốn dành đó. Trần Phong vốn là người Thượng Hải, có ý về vốn rất bình thường mà. Vậy anh có nghĩ là lỡ anh ta đến DB thì sao? Nếu như anh ta tiếp quản vị trí của anh thì anh...
Anh ta muốn nhận người ta phải nhường cho anh ta nhận chứ. Nghe câu này của anh có vẻ rất có tình cảm với DB. Thế sao ban đầu anh còn rời DB? Đã nói với anh rồi còn gì. Vấn đề quy hoạch ngành nghề, tôi rất ấn tượng với kế hoạch của anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Thực ra tôi rất coi trọng tiềm năng phát triển của DB. Trước khi không mở rộng thị trường không có nghĩa là sau này không làm được. Rất mong chờ màn thể hiện của anh. Cảm ơn sự tin tưởng của anh. Nếu anh không chê, phiền xin đợi một lát. Lạp Lạp, tôi còn có cuộc họp. Cô đưa anh Trần đi tham quan công ty một lát được không? Được. Rất cảm ơn. Cảm ơn. Lát nữa gặp lại. Được. Anh Trần à, mời đi bên đây. À đúng rồi, tôi có hai cấp dưới vẫn luôn đi theo tôi. Tôi muốn họ đi cùng với tôi. Không sao chứ? Dạ xin lỗi, tôi chưa được nghe anh Tim nói về điều này. Trước đó chúng tôi đã thảo luận chính thức về vấn đề đó rồi. CV tôi có gửi cho các cô. Nếu đã như vậy thì đợi sau khi tôi chính thức thảo luận với Tim rồi sẽ đưa cho anh câu trả lời. Đây là bộ phận thị trường. Loạn quá, trông như mới hỗn độn vậy. Không ngờ Dương Dĩ vừa đi đã loạn đến mức này rồi. Bây giờ anh đưa ra kết luận hình như hơi sớm quá. Trình độ của bộ phận thị trường trong giới cũng gọi là có tiếng. Tôi nghĩ là trước khi anh đến chắc cũng điều tra qua. Điều anh cần lo bây giờ là vấn đề đầu tư của đội ngũ nhảy dù. Cô Đỗ không cần phải nhạy cảm như thế đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. À đúng rồi, rất lâu rồi không gặp Dương Dĩ. Gặp anh ấy thì hỏi thăm anh ấy giúp tôi. Anh ấy và anh thân nhau lắm hay sao? Cũng bình thường, trước đây học cùng nhau ở Trung Âu. Tôi cũng lâu lắm rồi chưa gặp anh ấy. Có chuyện gì anh có thể tự gọi điện, chỗ tôi có số đây. Nếu như anh có việc gấp, tôi có thể lái xe đi anh về. Không cần đâu. Nếu có người biết, tôi sợ anh bạn tốt của mình sẽ giận đó. Dương Hoành, cũng đến lúc nộp báo cáo tài chính tháng này rồi đấy. Trước khi tan làm thì đưa tôi xem. Còn 2 ngày nữa mới đến thời gian báo cáo mà. Ngày mai đưa cô cũng vẫn kịp. Nhưng mà không kịp để chỉnh sửa, tôi mong anh gửi mail cho tôi trước giờ tan làm. Lặp lặp là thế này. Mỗi người chúng tôi hàng ngày đều có công việc cố định. Cô đừng có tưởng mình đã là giám đốc thực rồi thì có thể coi chúng tôi như con rối, chỉ quy qua lại. Chứ lại thời gian làm thay 3 tháng của cô cũng sắp hết rồi. Cô cũng nên xác định lại vị trí của mình đi. Thời hạn làm thay đó không cần anh phải lo. Chỉ cần tôi vẫn còn là quyền giám đốc thì mong anh hãy hợp tác với tôi. Thật xin lỗi, vừa nãy Tim đến tìm tôi, bảo tôi làm báo cáo nhân sự cho anh ấy. Hay để tôi đi họp xong đã nhé. Được. Vậy tôi đợi anh đi họp xong rồi đến gặp tôi. Lạp Lạp, đơn xin thăng chức của tôi đã nộp cho cô hơn 1 tháng rồi. Sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì thế? Dạo này toàn đưa cho Tim duyệt. Anh ấy bận nhiều việc quá. Giám đốc mới của các cô cũng sắp đến rồi. Khi đó cô nhắc lại với anh ấy nha. Maggie, cái này để làm gì? Công ty chúng ta sắp có giám đốc mới rồi. Tim bảo tôi dọn lại phòng của sếp Dương, xem có gì không dùng đến thì dứt đi. Đừng dứt. Ý tôi là có thể trong đó còn đồ dùng cá nhân của sếp Dương. Cô cứ đặt ở phòng làm việc của tôi đi. Tôi sẽ xác nhận lại với anh ấy, sau đó mới xử lý. Dân. Lạp Lạp, tôi có điều này muốn hỏi cô. Đã chọn được ứng cử viên cho chức giám đốc chưa? Chưa. Cho dù anh ta đến cũng chẳng ích gì hết. Người của bộ phận thị trường chúng ta vẫn đang tranh cãi về sự ra đi của Dương Dĩ. Đúng là thật đáng tiếc khi sếp Dương ra đi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn về phía trước chứ. Có người nói sự ra đi của Dương Dĩ là vì có bạn gái trong công ty. Cô có biết chuyện này hay không?
Sao tôi lại biết được? Còn có người nói cô gái đó chính là cô. Tôi làm gì tài giỏi được như vậy? Đổng Thanh, những câu kiểu này không nói linh tinh được đâu. Cô biết sự ra đi của Dương Dĩ gây thiệt hại thế nào cho bộ phận thị trường hay không? Sự ra đi của anh ấy không phải ai cũng có thể thay thế được đâu. Huống hồ chúng ta làm việc với nhau đã có tình cảm. Nếu như anh ấy làm như vậy để bảo vệ cho ai đó mà ra đi, thì chúng tôi sẽ hận anh ấy đến chết. Đúng, tôi hiểu mà. Nhưng cô không cảm thấy người tung tin đồn này có trí tưởng tượng phong phú quá hay sao? Nếu như cô không biết thì thôi. Thật mong là công ty sẽ tìm được một cấp trên tài ba. Hôm qua em đã nặng lời. Hôm nay em mời anh ăn cơm tối xem như đền tội nha. Chỗ cũ. Tối nay cùng đi nhé. 6 giờ chỗ cũ. Dương Hoành. Không phải chứ. Sáng nay tôi bảo anh mời tôi ăn cơm trưa. Đến căng tin anh còn không dám xuống mà. Tất nhiên là tôi muốn cùng ăn cơm với người đẹp hơn rồi. Nhưng mà tôi bận quá. Ông chủ đang nổi điên, bắt tôi làm một đống báo cáo. Tôi chẳng còn thời gian nữa. Còn chẳng có thời gian mà đi vệ sinh. Tội nghiệp vậy sao? Đỗ Lạp Lạp mới đến DB chưa bao lâu đã cưỡi lên đầu của anh rồi ra ngoài hay sao? Cô ta tưởng mình là giám đốc thiệt hả? Yên tâm đi, cô ta không ngồi lâu được đâu. Cô không thấy khí thế vừa nãy của cô ta đâu. Không giống như không được dài. Anh biết không, hôm qua team không tham gia lễ trao giải không phải do có việc đột xuất đâu, mà là trụ sở chính cử người đến. Nghe nói tối qua họ họp hành đến khuya. Sáng nay đích thân team đã tới phòng BA sửa lại tiêu đề của Lạp Lạp. Nếu như sâu chuỗi hai chuyện này với nhau, sẽ có được kết luận gì? Chắc chắn là cấp trên đánh tiếng rồi. Hoặc là team vốn không vừa mắt với Lạp Lạp. Vậy là chiếc giám đốc không còn hy vọng nữa rồi. Bây giờ thì anh yên tâm rồi chứ. Anh nghĩ xem, lúc này trụ sở chính cử người của tổ thanh tra đến, chắc chắn là vì không hài lòng với doanh số của khu vực Trung Quốc. Mà tình hình khó khăn trước mắt của khu vực Trung Quốc chính là vì sự ra đi không rõ lý do của Dương Dĩ. Bị người của tổ thanh tra ngày nào cũng nhắc nhở, tôi nghĩ chắc chắn team sẽ khó sống lắm đi. Cho nên bây giờ đang rất cần có một con cừu thế tội. Cừu thế tội? Ai vậy? Thì người mà Dương Dĩ quyết bảo vệ mà bỏ chức. Cô muốn nói là vốn chỉ là tin lề đường, nhưng mà ngày hôm qua tôi thấy hai người họ xuất hiện ở lễ trao giải. Tại sao điện thoại lại để ở chỗ anh chứ? Là tôi hiểu ra liền. Hóa ra là như vậy. Họ che giấu kỹ thật đấy. Anh không biết tên Dương Hoành đó khó chịu đến thế nào đâu. Hôm nay em đã phải dí thì anh ta mới chịu nộp báo cáo. Bây giờ em còn không bảo được anh ta, sau này có lên giám đốc em cũng không có tiếng nói. Còn ra tay nữa hay sao? Học cái kiểu bạo lực ở đâu ra vậy? Học từ anh đó. Tất nhiên là học từ anh rồi. Học anh hay sao? Đau. À đúng rồi, vừa nãy ở ngoài cửa em đã gặp giám đốc phòng thị trường mới đấy. Giám đốc phòng thị trường mới hả? Chốt ai mà nhanh dữ vậy? Trần Phong. Là bạn cũ của anh ở Trung Âu có biết hay không? Trần Phong. Tình cờ ghê. Quá quen ấy chứ. Ban đầu bọn anh làm chung một công ty ở Bắc Kinh. Đây là quyết định sau cùng rồi hay sao? Vấn đề chi tiết thì họ vẫn chưa bàn. Nhưng mà team đánh giá anh ta rất cao. Nhưng mà anh thấy anh ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Anh có gì để bóc phốt về anh ta không? Anh không thích phong cách làm việc của người này. Không phù hợp với DB. Bọn em cũng đã nghe nói người này làm việc rất bạo tay. Em biết tại sao ban đầu anh lại đến Thượng Hải hay không? Liên quan tới anh ta hay sao? Khi đó anh ta là trợ lý của anh. Khi đó cạnh tranh thị trường rất khốc liệt.
ai cũng dắt óc suy nghĩ về bản kế hoạch, nhưng mà tên này lại lôi kéo đội ngũ của đối thủ của anh về, đá bay đội ngũ của chủ kiến do chính anh ta lập nên, qua cầu đúc gián thế hay sao? Thực ra thì anh cũng làm được những việc ác độc như vậy, nhưng mà anh làm việc gì cũng có giới hạn của mình. Hôm nay lần đầu anh ta gặp Tim đã đưa luôn một bản phương án để giữ chân Tim, nên em nghĩ lúc này nếu muốn thuyết phục Tim thì chắc rất khó. Thôi vậy, bây giờ anh không có hứng thú với chuyện của DB, cũng không muốn nhúng tay vào, em tự chú ý đi. Nghe nói anh sắp đến Thượng Hải, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Trước đó tôi còn nhờ cô Đỗ hỏi thăm anh, xem ra là cô ấy vẫn chưa quên. Dương Dĩ là đồng nghiệp cũ của anh ở Bắc Kinh, chúng tôi chỉ đang điều tra theo đúng quy định thôi. Điều tra? Dương Dĩ biết rất rõ quá khứ của tôi, xem như cô tìm đúng người rồi đấy. Tôi quá hiểu anh nên tôi mới phải nhắc nhở lặp lại, chuyện gì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Đây hình như không phải chuyện cô Đỗ có thể xử lý được. Bây giờ Tim gần như đã chắc chắn rồi. Tôi thấy vị trí quyền giám đốc của cô Đỗ đây có thể thuận thế mà xúc tiến. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà dạy người khác làm như nào, lẽ ra phải là việc của bộ phận nguồn nhân lực chúng tôi. Vậy thì mong được cô chỉ giáo. Dương Dĩ, tôi còn có chút việc, hôm khác nói chuyện nha. Được. Hai người khá sáo thật đó. Anh nói không sai chút nào hết. Anh ta rất đáng ghét. Nhưng mà đáng tiếc là một buổi tối vui vẻ lại bị anh ta phá hỏng rồi. Đúng đó, lại còn không phải một buổi tối bình thường nữa chứ. Anh quên hôm nay là ngày gì rồi hay sao? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay không phải ngày của cha đấy chứ. Ngày của cha cái đầu anh. Trong em kìa, anh lại quên được hay sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm của đôi ta, anh dám quên hay sao? Để đợi em, anh đã nhịn đói hơn nửa tiếng, làm ảo thuật cho em nhé. Em nhắm mắt lại, không được nhìn. Không được nhìn đâu. Mở mắt ra. Anh cứ thế mở ra hay sao? Không phải nên làm gì đó cho bất ngờ hay sao chứ? Lại còn bất ngờ gì nữa? Mau xem đi. Anh chọn riêng sợi dây chuyền này cho em đó. Có đẹp không? Đừng như trẻ con thế, nhìn thấy quà là vui liền. Nếu như anh không tặng quà thì em sẽ giận anh đúng hay không? Cảm ơn anh, đẹp thật. Được rồi, thôi cất dạo đi, về nhà tha hồ xem. Anh đưa em về nha, cũng muộn rồi. Vẫn còn sớm hay là đến nhà anh? Xem đĩa gì đi? Xem đĩa hay sao? Nhà của anh toàn phim ma, bọn mình xem hơn 40 lần rồi. Hơn nữa nhà của anh bừa bãi lắm, để hôm khác đi. Là một tuần rồi em chưa đến nhà của anh. Anh giấu ai ở trong nhà đó? Trí tưởng tượng của em phong phú thật. Em tưởng bây giờ anh còn vốn liếng để kim ốc tàn kiều nữa hay sao? Thôi đừng có nghĩ linh tinh, yên tâm đi. Làm xong thủ tục chuyển nhượng rồi. Lần cuối cùng rồi. Anh không cho tôi lên đó dạo một vòng. Cậu biết đủ đi. Chúng ta bây giờ cũng đã gỡ gạc lại cho công ty 500.000 tiền mặt đó. Sau này đừng khúm na khúm núm như thế nữa. Sếp, bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được khởi nghiệp cũng là việc gian nan đến thế nào.
Một người đàn ông phải từ bỏ quá nhiều thứ, thời gian rảnh rỗi, ngày nghỉ, hưởng thụ, thậm chí cả người phụ nữ mình yêu. Thôi, hai cái trước cậu nói rất đúng, nhưng mà cái cuối thì đi hơi xa. Khi nào cậu thật lòng yêu một lần, cậu sẽ hiểu bài hát của Mạc Văn Quý có nghĩa là gì. Em có thể bỏ cả thế giới, ít nhất cũng còn có anh để đáng trân trọng. Của Lâm Ước Liên. Đúng, tôi hay nhớ nhầm hai người họ. Tôi biết anh đang nói lạp lạp. Tôi không hiểu, rõ ràng anh đã quyết tâm. Nhưng mà sao anh không nói với cô ấy chuyện khởi nghiệp? Cả ngày chỉ đạp xe lượn qua lượn lại, rõ ràng khổ quá trời mà sao vẫn tỏ vẻ mình giàu có. Du sơn ngoạn thủy, bảo sao cậu chưa yêu ai thật lòng bao giờ. Khởi nghiệp không phải là để vui. Cậu xem chúng ta đã gặp biết bao nhiêu người như vậy. Hôm nay những lời mời phỏng vấn trên TV, ngày mai đã bị chủ nợ chặn trước cửa đòi tiền. Lạp Lạp là người hay suy nghĩ. Cậu xem, nếu như cô ấy biết tình hình hiện tại của tôi, cả đêm cô ấy sẽ không ngủ ngon được đâu. Tôi không thể để cho người phụ nữ mình yêu sống như ngày tháng thấp thỏm như thế. Thế nào, tình nghĩa không? Anh cứ cố chịu đựng đi. Lạp Lạp, không hay rồi. Ba quản lý của phòng kinh doanh đem theo một nhóm cốt cán xin từ chức tập thể. Toàn bộ đều là cấp dưới của John. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Tim đã biết chưa? Tôi thấy cô chưa đến nên bảo Dương Hoành trước rồi. Anh ấy đến tìm Tim rồi. Chuyện này rất tế nhị, đừng nói với ai khác nha. Nếu như để mọi người hoang mang sẽ không tốt. Còn nữa, sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng của tôi. Cô phải cẩn thận đó nha. Ý cô là cô sẽ chính thức nhậm chức. Cô hiểu là được. Dân, sau khi danh tiếng của đội ngũ truyền đi, phòng tiêu thụ như rắn mất đầu. Những cấp dưới của Sơn tan rã hết. Biết là mình khó qua được kiếp nạn này, thế nên bọn họ muốn tự chức tập thể, cũng là muốn liều một phen. Giờ này doanh số của phòng kinh doanh sụt giảm, cắt giảm nhân lực. Lần này tổ tổng hợp chắc chắn không qua được. Đây là bản danh sách cắt giảm biên chế phòng kinh doanh của tổ tổng hợp. Cắt giảm nhiều người như thế hay sao? Phòng kinh doanh vốn đã thắc mắc về chuyện ra đi của John. Nếu cắt giảm biên chế lớn như này là không xử lý thỏa đáng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực của đội ngũ. Như vậy DB sẽ càng khó thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Có điều, trụ sở chính ở bên Mỹ đã bị khủng hoảng kinh tế làm cho run sợ. Hàng ngày có rất nhiều điện thoại gọi đến dục tổ tổng hợp. Bên phía khu vực châu Á Thái Bình Dương không ngăn lại được. Thật ra, ban đầu chuyện của John, chúng ta có thể hóa giải nội bộ. Ít nhất chuyện sẽ không đến nỗi này. Phòng kinh doanh cũng không gặp phải tình cảnh như thế này. Anh ta và Dương Dĩ thiệt hại đôi đường, rủ nhau cùng đi. Có một người không thể tránh khỏi liên quan. Vậy Tim, tôi sẽ hiến kế cho anh. Tôi đề nghị để Lạp Lạp xử lý toàn bộ việc cắt giảm biên chế. Nếu như có vấn đề gì, công ty có thể đem Lạp Lạp ra để mọi người trút giận. Chuyện này gì thế sẽ không còn liên quan gì tới anh. Tim, anh mới là nhân vật quan trọng. Lần này có thể thoát ra khỏi tổ tổng hợp ở DB Trung Quốc. Được, xử lý như vậy đi. Vào đi. Tim à, bây giờ anh có rảnh hay không? Tôi muốn bàn với anh về chuyện của phòng kinh doanh. Vậy Tim, tôi đi trước đi. Lạp Lạp. Chuyện của phòng kinh doanh. Lạp Lạp, chuyện này tôi sẽ giao toàn quyền cho cô giải quyết. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Xin anh hãy yên tâm. Cả tổ tổng hợp có ai mà không biết công ty đang đấu tranh chính trị. Tất cả đợi xem bên trên có khả năng hay không. John vừa đi, chúng ta liền như đứa trẻ mất mẹ. Nếu chúng ta không đoàn kết thì để mặc cho kẻ khác xâu xé hay sao? Các anh đều là nhân viên kỳ cựu của DB. Các anh rất rõ sau khi John đi, công ty sẽ để lại cục diện như thế nào. Bây giờ kinh tế lại không khởi sắc. Cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng công ty. Giúp công ty cũng là giúp chính chúng ta. Nếu như làm căng lên, trụ sở chính sẽ không niệm tình cũ của John đâu. Chúng tôi cũng có ý muốn hỗ trợ công ty, cũng muốn dành thêm lợi ích cho nhân viên. Hơn nữa tập thể phòng kinh doanh chúng ta không muốn để nhân viên phải nản lòng. Tôi có thể hiểu điều này. Mọi người có chung một mục tiêu mà. Tuy chúng ta sẽ phải cắt giảm một bộ phận nhân viên, nhưng mà chúng ta sẽ làm theo đúng quy trình.
Tôi có thể đảm bảo với các anh rằng tôi sẽ giữ lại những nhân viên xứng đáng được ở lại, tuyệt đối không làm lay động sức mạnh của phòng kinh doanh. Đỗ Lạp Lạp, đừng có ở đó mà giả bộ tươi cười nữa. Tâm tư của cô đều viết rất rõ trong báo cáo này rồi. Peter, các anh xem đi, đã có chỉ tiêu cắt giảm biên chế rồi, rõ ràng đến từng tổ một, số người cũng chốt luôn rồi, lại còn ở đây đóng kịch nữa chứ. Cắt giảm tổng cộng 25% nhân viên, đây chính là tận dụng điều kiện vốn có hợp lý mà cô nói đó hay sao? Tôi thấy làm như vậy vốn dĩ là không để cho phòng kinh doanh của chúng ta sống nữa mà. Có chuyện gì vậy? Trong lòng của cô quá rõ rồi, còn hỏi tôi nữa làm gì? Ở đây hết hay sao? Lạp Lạp, chuyện là thế này. Vừa nãy khi tôi nói chuyện với họ, tài liệu vô tình rơi xuống đất. Báo cáo nội bộ của chúng ta bị họ nhìn thấy hết rồi. Tại sao tôi lại không biết? Thì tôi chưa kịp nói với cô, đừng có giả bộ nữa được không? Đỗ Lạp Lạp, cô bắt nạt phòng kinh doanh này không có ai nên mới ra sức cắt giảm đi như thế, làm người tốt cho các bộ phận khác. Lạp Lạp, chúng tôi biết cô có quan hệ tốt với Dương Dĩ. Hại Dương Dĩ đi là John đã sai, nhưng mà John đã bị phạt rồi. Bây giờ cô đừng có trút cơn thịnh nộ lên người của họ nữa. Thực ra mọi người ai cũng kiếm tiền nuôi cả nhà đều khó khăn như nhau. Cô nói xem, lại có cả trò này nữa. Đỗ Lạp Lạp, cô lấy chuyện công trả thù riêng, cô chưa xong với chúng tôi đâu. Đỗ Lạp Lạp, cô chỉ có một lựa chọn thôi. Tổ tổng hợp của công ty, bộ phận kinh doanh chúng tôi, hoặc là không cắt giảm một ai, hoặc là mọi người đều cùng ra đi. Cô về nói chuyện với Jim đi, chúng ta đi. Peter, chuyện này chúng ta có thể bàn lại mà. Peter, tôi... Đi hết rồi. Đi rồi.